Các bạn thân mến, chúng ta vừa học xong cái bài 10. Đó là bài đưa các hạng mục của sản phẩm lên trên trang web để chúng ta có thể lựa chọn các sản phẩm. Đó là cái hình đại diện. Nhưng mà chúng ta cần là cần để vào chi tiết. Vậy thì chúng ta mới làm một cái phần upload. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc là xóa sản phẩm. Đấy. Xóa sản phẩm thì chúng ta phải xóa như nào? Bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên. Chúng ta chọn localhost. Ta chạy cái gem này đã. Thì các bạn nhìn thấy sản phẩm chúng ta đã được đăng như này. Sản phẩm đăng được như này rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta vào sign in. Bây giờ tôi đăng nhập là giống như là cái người mà sign in sign up, thì cái phần này là ta sẽ gắn cái vai trò của người quản lý trang sau. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thao tác với cái việc là cái này chúng ta có thể đưa sau. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm phần đây để nó có thể trở về đây. Khi mà chúng ta ghi vào rồi nha, ghi vào một sản phẩm rồi thì nó sẽ trở về cái này, lại trở về trang này. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái là redirect để trở về router này. Chúng ta chọn vào đây nhé, chúng ta sâu chọn sâu category. Đấy. Đúng không? Chúng ta sâu form category. Hoặc là chúng ta cho add category. Đấy, chúng ta chọn cái này. Thì chúng ta đưa vào trong phần đây. Trong phần phần sâu cũng được hoặc phần add cũng được. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ vào trong trong đây. Tôi copy cái router này nhé, các bạn chú ý nhé, tôi copy. Đấy. Sau đó tôi vào trong đây. Tôi sẽ làm như sau. Các bạn khai báo một biến cho tôi là biến đường dẫn bằng URL. Đây. Redirect. Return. Đang ghi đường dẫn chấm, chúng ta xóa này, và chúng ta khi mà xong cái update rồi nó sẽ quay trở về cái sell form cho chúng ta. Đấy, ví dụ như này các bạn có thể lên sản chọn, tôi chọn sản phẩm. Vì cái máy của tôi nó rất là chậm, các bạn thông cảm đấy nhé, máy chậm quá cho nên là nó chạy thế thôi. Và khi máy bình thường thì chạy rất là nhanh, chúng ta có thể cho một cái Honda khác, ví dụ như là ở đây tôi chọn một cái Honda tôi tải về. Bạn thông cảm tôi đóng. Và bây giờ các bạn thấy là tôi muốn tải một cái tệp mục gọi là tủ lạnh đây, TV. Đấy, TV nha, chúng ta sẽ đăng một cái TV. Ví dụ như là LG. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào. Rồi, bây giờ các người cái người quản lý sẽ đăng một cái TV. Đấy, tôi gọi là LG.
Việt. Rồi bây giờ thì chúng ta thôi, một lần đánh vần là xếp vào. Các bạn nhìn nha, xếp vào. Đấy, thì nó sẽ gặp cái gì? À, đừng giận. Đây sâu. Hết quay. Return. Return giống như hôm trước chúng ta làm cái điều khiển controller để ta sẽ loại return của chúng ta nhé. Return. Direct. Phần redirect này thì chúng ta lại mở cái phần coordinate này ra. Vào phần đọc tài liệu để chúng ta xem lại cái hàm redirect cho chúng ta xem nó ngon rồi. Redirect đây, Redirect router. Rồi chúng ta chào vào cái này. Cũng được rồi, chúng ta cái đây tool này copy rồi. Đấy, ta cho này là tu nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nó chuyển hướng cho chúng ta đến đây. Vậy thì chúng ta sẽ lại quay trở về đây. Rồi, chúng ta nhập lại. Đấy, nó trở về đúng không? Chúng ta thấy hai cái LG được nhập. Hai LG được nhập và chúng ta thử sâu cái hàm này. Localhost public. LTV đây được nhập lên, chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, hai LG nhập. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm câu xóa và sửa. Để làm cái điều khiển như vậy thì chúng ta sang một cái hàm gọi là hàm xóa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang hàm xóa public function xóa. Xóa thì ở đây chúng ta phải có ID của, chúng ta sẽ tạo một cái biến tham biến truyền vào ID category. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ lấy con trỏ vào. Đấy, lấy con trỏ chúng ta để trên đây rồi thì chúng ta có thể vào đây. Đấy,
chúng ta xóa thế rồi thì lập tức chúng ta cũng phải có một cái trả về. Chúng ta copy cái này về đây. Copy cái này là copy cái phần router nhé. Đấy, để nó dẫn đường về. Nó lại gọi kia ra. Chỗ này chúng ta thiếu biến đường dẫn. Bằng URL bay. Bay tức là URL chúng ta đã định nghĩa ở trong đây rồi đấy nhé, trong cái phần app này. Bay URL này đấy, chúng ta chú ý nhé, nó ở trong phần app tôi đã định nghĩa rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ trở về phần đăng sản phẩm ở đây. Direct đến đây là đường dẫn đầy đủ cộng vào. Thế thì khi chúng ta xóa xong, xóa ở trong cơ sở dữ liệu thì các bạn cũng phải làm động tác là unlink. Đấy, làm động tác unlink nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm một cái động tác này nữa. Biến xóa của chúng ta thì sẽ lấy cái địa chỉ của này. Bây giờ chúng ta về về phần model. Chúng ta xem phần xóa. Đúng không? Chúng ta xem phần xóa. Chúng ta tìm phần xóa ở đây. Xóa đây giống như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quay về về đây. Tôi sẽ làm một cái get ID vào đây, biến xóa bằng zip. Đấy, lấy ra cái hàng để xóa. Lấy cái này trước, sau đó tôi sẽ ăn link cái kia trước nha. Các bạn sẽ ít các bạn sẽ làm như sau. Đương nhiên là cái này khác rỗng rồi thì thôi, ta không cần, ta for ít này, ra xóa Ads. Là cái mảng xóa này nó chứa phần từ cái cột ảnh item. Đấy, chứa cột ảnh nhá. If item. If tôm bằng ngoặc item image
vì các bạn xóa mà để tồn tại ảnh, sau này server nó đầy lên mà ảnh thì đường link bị xóa nhưng mà ảnh thì nó không xóa, vậy chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta sẽ rất là gây đầy server và không biết lỗi ở đâu. Đấy, chúng ta ghi là ảnh khác rỗng, ảnh khác luôn nhé, thì chúng ta sẽ unlink, đây là lệnh xóa file và xóa tệp đi. Tức là nó xóa, sẽ xóa phần ảnh của chúng ta đi. Đây giống như chúng ta ảnh của chúng ta nhập vào trên này. Đó, đứng lên. Xóa cái này đi. Xóa xong ảnh rồi mới xóa đi trong data. Đó, các bạn nhớ chú ý cho tôi. Xóa xong ảnh nhá thì chúng ta mới xóa lên cái này. Đó. Thì bây giờ là cái ta mới làm xong cái controller xóa. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo router cho controller xóa. Các bạn tạo vào đây. Bạn copy cái này xuống. Đấy, làm chặt chẽ sẽ không bị lỗi. Các bạn sẽ ghi vào đây là delete. Đấy, và hàm ở đây cũng là hàm delete. Các bạn chú ý là đây là tên của lớp và đây là tên thư mục. Đấy. Tên thư mục là đây, tên của lớp là đây, và trong lớp có phương thức xóa thì đại diện là phương thức xóa đây. Đấy, các bạn nhìn thấy phương thức xóa của chúng ta là đây. Thế vậy thì ta sẽ để cái phương thức xóa này ở cái chỗ tắt, chỗ động tắt nào, chúng ta sẽ tìm ra cái chỗ phần upload đây. Upload đây có hai cái hình hành động. Hành động đây là hành động xóa và hành động đấy, hai cái nút mà chúng ta nhìn thấy màu xanh này, hai nút màu xanh này. Đây màu xóa, đỏ là xóa, xanh là update nha, chúng ta nhấp vào như thế. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái button là xóa, kiểu là submit. Đấy, kiểu submit. Thế thì bây giờ ta thay bắt đầu bằng bằng một cái nút này thôi. Các bạn chỉ cần cho cái này là A. Thì lập tức cái này là A. Được chưa? Nó giữ luôn cho chúng ta là kiểu luôn. Đấy. Đó, chính là giữ luôn cho chúng ta kiểu đấy, giữ nguyên. Vẫn là nút A đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó một cái nút A bằng đây rồi. Ta cho đường link ra, bỏ cái chữ tay submit đi. Các bạn cho HRS bằng bằng nhá. Các bạn chú ý nhìn tôi làm này, bay bằng cho một cái mã PHP vào. Bay URL. Các bạn nhắn thêm cho tôi một cái router ra. Router của chúng ta là tên của nó là ở đây là xóa. Đây có một cái phẩy trên. Ở đây là một cái phẩy dưới, phẩy trên nữa. Đó. Đây này ra. Tiếp theo là biến truyền vào.
Biến truyền vào ở đây thì các bạn ấy cho tôi cái dấu chấm. Chấm nha. Chấm là các bạn ghi ở chỗ đây là kết body rồi ID. Kết body. Sau đó thì các bạn ấy cho tôi mã đóng PHP. Đó. Cái này các bạn đi như này nhá, xóa này xong đến kết body này rồi ok đến đây rồi nha, đến đây rồi thì các bạn lại phải vào router để các bạn sửa lại một chút. Các bạn cho tôi là dấu mở ngoặc n hai chấm any any nhé. Đấy, xong chỗ này của các bạn thì các bạn gạch cho tôi một cái biến truyền vào ở trên URL đó là đô la một. Đấy, thì chúng ta đã xong cái chỗ này. Chúng ta xong cái chỗ này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái hàm xóa trên này. Đây, chúng ta mới đến đây. Thế bây giờ tôi sẽ lấy biến truyền vào này. Tôi sẽ lấy biến truyền vào như sau. Ngồi đây nhà đi. Ngồi đây thôi. Này, ta sẽ làm như sau. Ta sẽ có là ID category bằng zip chấm zquest chấm uri các bạn chấm get statement. Get statement ở đây chúng ta nhìn cái phần xóa của chúng ta là bằng bao nhiêu. Ví dụ tôi muốn xóa cái này. Chúng ta đếm nhé, 1 xong đến 2, vậy cái này tôi cho là số 2. Đấy, số 2, các bạn chú ý là số 2. Vậy chúng ta quay lại phía dưới này xem cái sản phẩm của chúng ta. Nhìn xem là nó còn chỗ nào. Đây, tôi bỏ cái y này đi, không cần chữ nữa. Rồi, tôi chọn nút xóa nhé. Rồi, ok, tôi ấn vào đây. Xóa 13. 13 nó bảo là file not found. Đấy, rồi ta sẽ kiểm tra lại chỗ này. Xóa là ngon rồi, chúng ta xem nhé. Delete get tôi xóa. Ok. File not found. Thế thì chúng ta lên đây.
chúng ta thấy là category như này. Đó, tôi sẽ ghi một hàm echo ra để tôi kiểm tra. Đó, hàm xóa. File not found, nó đang tìm cái hàm này chưa thấy. Vậy thì hàm xóa của chúng ta có cái này rồi, có cái này rồi. Vậy thì chúng ta xem ở router delete category any. Then delete category. Rồi delete category. Đúng rồi. Không tìm thấy delete category 13. Ta sửa lỗi chỗ này một chút. Đường dẫn đây là trở về sau đó ra này, ăn link rồi này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta phải làm ngược lại cho cái nút thay vì cái này thì chúng ta đánh cái này cho tôi. Đấy, đánh cái này nhé. Add sản phẩm thì thôi cứ để đây. Cái này chúng ta có thể đánh này. Chúng ta thử thế cho tôi. Ok. Tôi chọn thử lại nhé. Local hot. Đấy, server máy chủ tôi nó chạy chậm thế thôi. Nhưng các bạn đưa lên hot thì chạy cực nhanh. Đấy là do là cái máy tính của tôi nó quá nhiều phần mềm nó chậm. Đấy, thì chúng ta thấy là nó đều đưa chúng ta thì đều được như vậy. Ở đây phần xóa máy Thái Lan ta xóa này, xóa. Rồi ok, máy Thái Lan hết đúng không? Đấy, thì chúng ta chỉ thay cái xóa cái đường router này bằng cái đường gạch này. Đến đây thì giống đúng không? Tại sao đây lại là any? Any là số bất kỳ, còn delete category là số đô la một, nghĩa là tham số đầu tiên. Để nó truyền vào trong này thì chúng ta lấy là bằng get segment là số 2. Đấy. Để chúng ta có thể xóa được cái link này. Tức là xóa link sau rồi thì các bạn xóa cái này thì nó sẽ xóa hẳn đi và các bạn trở về sau này. Vậy chúng ta kiểm tra xem ở trong cái này còn cái gì. Các bạn chú ý đăng nhé, nhớ không được đăng hai ảnh cùng một tên. Đấy, hai ảnh cùng một tên là nó sẽ mất.
chúng ta chỉ còn chỗ này thôi. Đấy. Theo gì này tôi xóa tay đi. Xóa mấy Trung Quốc nhé, các bạn xóa lấy một cái nó mất luôn đấy, rồi mất mấy Trung Quốc đúng không. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại người của nó đấy, còn lại chỗ này mất đúng không đấy. Còn kể chỗ này lúc đấy tôi do hai đặt hai ảnh trùng một cái nên nó bị xóa, nó không tìm thấy cái ảnh còn lại để kiểm tra cái tồn tại của nó còn lại. Vậy chúng ta đã làm xong cái hàm xóa, các bạn chú ý nhé, đây là chúng ta làm xong cái hàm xóa. Và các bạn biết cách là dùng link, các bạn biết cách dùng link ở chỗ upload này để các bạn xóa đấy, gồm có này đường dẫn đến router này, địa chỉ của ID này. Thế tương tự update thì các bạn cũng dùng ý xì này, chỉ khác đây là update thôi, phương thức chỗ này là update tên của nó. Thì chúng ta sẽ làm update ở bài sau, bài này chúng ta làm xong xóa. Chúc các bạn thành công nhé. Ok, chúc các bạn thành công, chào các bạn.